Nè, bước tới gặp bà Chế kìa. Em muốn chạm vào cô ấy ở đâu? Dạ, Chế cho em chạm đâu, em chạm đó. Em sẽ, cái gì đó ta, đứng bên này rồi em câu cái tay vậy nè. À, câu quắp tay thôi, chỉ cần quắp tay vô đúng không? Quắp tay vô như em chị, quắp tay em vậy phải không? Dạ, đúng. À, muốn kiểm tra con chuột không? Chuột bự lắm. Thôi, bự, nhỏ em có thể nuôi lên được to. Bà Chế xuất sắc nha. Sao cưng cưng quá vậy nè? Tới Chế. Trời ơi. Sao cưng cưng thiệt luôn đó. Chế cảm nhận được cưng cưng lắm luôn á. Thế ai đi tìm đừng yêu mà. Thưa quý vị, như vậy là